Dạ rồi, em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên Nguyễn Thị Hòa, Chị Hòa. Chị Hòa là nhà ở đâu? quê hay là Quê á chị? quê ở An Giang An Giang ha. Mình ở huyện nào An Giang vậy chị? hả? Ở huyện Mỡ Ngang, Châu Phú, Châu Phú. tỉnh An Giang, Dạ, hiện tại thì chị Hòa đang sinh sống và lập nghiệp ở đâu? ở chợ Mỡ Ngang Thuận Giao. Thuận Giao ha. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy? Giờ đi tìm nước mà hai con gái nó bỏ nhà ra đi rồi, bữa 2 tháng 5 tới giờ. Tìm con gái chị Hòa tên gì? Nguyễn Thị Thùy Trang, Chị nói chậm chậm chút nha. Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thùy Trang. đúng rồi, Bé nhiêu tuổi rồi chị? 17 tuổi, tuổi mới hai con heo, 17 tuổi. Sao con nhà mình bỏ nhà đi? cũng không biết nữa, này đi làm rồi xong rồi giấc trưa đó là nó có điện, nó hỏi chứ mẹ mở ngày ăn cơm chưa, nó ăn rồi, cái nó ăn rồi vậy mở ngày mẹ ngủ đi, là chiều về lại không thấy con đâu hết. Trời đất ơi. Con nhà chị trước lúc đó là làm công việc gì? Mai Mai à, chị cho em mượn tấm hình nào. Làm được lâu chưa chị? nó hả, Dạ. nó làm cũng lâu, nó cũng ngang mai cho mở ngang, anh em ở ngoài mở ngang chứ cửa đó vô chỉ là có 3 cái chỗ thôi. Ý là em hỏi là con gái nhà mình làm công việc này được lâu chưa? Lâu rồi, nó làm mà gấp, cũng như là nó làm mà gấp là mở ngang 13 tuổi tới giờ. 13 tuổi đi làm rồi. Trời đất ơi. Thì nó cũng mãn ngang anh em đó, nó rồi mãn ngang đào tạo cho nó đó, Là rồi làm công ty nào mà chưa đủ tuổi mà vẫn nhận hả? không có, nó làm mãn ngang tư nhân á, cũng như là em lãnh hàng về cái em kêu chị làm ai vậy đó. Gia công hả? Dạ Ông xã chị đâu? Sao hôm nay không về đây cùng với chị? ông ổng mãn ngang đi làm, chị mãn ngang xin nghỉ, ông cũng đi tìm nó rồi ổng nói thôi giờ mãn ngang bà mãn ngang đi đi rồi để tôi mắng đi làm, tại vì hai người mắng ngày làm chung đó là nghỉ không được, hai mắng ngang ba người người ta ngang chị ngang chị nó chị khó. chị nói chuyện thứ nhất là lớn tiếng lên một xíu ha, thứ hai là chị nói chậm chậm thôi để cho tất cả cô chú anh chị nghe nghe kịp với để giúp nhà mình tìm con nhé. Là Cũng như chị là ổng cũng muốn đi tìm, ổng nói thì thôi mở ngang ông mở ngang đi đi, tại vì hai người làm chung một chuyện đó rồi nghỉ một lượt hai ngang hai người thành ra nó hơi khó. khó ha. Rồi ông nói thôi mở ngang nghỉ, mở ngang người nào mở ngang một người thôi, Vợ chồng anh chị được mấy người con? có 2 đứa, là một đứa trai đứa gái Bé này là con thứ mấy đây? út Gái út ha. bé út, Trước kia con nhà mình học hết lớp mấy thì nghỉ chị? nó cũng như là nó không có học vì Ôi trời đất ơi. gia đình mà không có khả năng đó rồi không có cho nó đi học. Vậy là con trai đầu có đi học không? Con trai đầu thì đi học được mở ngang lớp 1, Ôi còn trời ơi. nó thì cũng như mướn mở ngang người ta dạy đó, rồi dạy rồi người mở ngang ta quýnh rồi cái nó mở ngang nghỉ luôn, nó mở ngang không có học Vậy nữa. là con nhà mình đâu biết chữ đâu Biết hả? chửi, Biết chữ không? biết Biết hả? Biết nó viết nhắn không? hả, Biết viết, biết đọc không? biết viết biết đọc, nó như mở ngang nhắn tin được, điện thoại đó bây giờ nó chặn mở ngang cuộc gọi chị là nó không có cho mở ngang liên lạc Vậy được. là bé nhà mình chưa được cấp sách tới trường đúng không ạ? Chưa, Trời đất ơi, sao thiệt thòi cho con quá vậy? bởi vậy nghèo đó rồi ra không có khả năng. Chị năm nay là nhiêu tuổi rồi? 49 49 tuổi, chị vẫn trẻ mà. Trời đất ơi. Vậy là anh chị lập nghiệp ở Bình Dương lâu chưa? 11 năm 11 năm trời rồi. Con lên đây đi làm là năm 13 tuổi, là ở chung nhà hết luôn ha. chung nhà Con trai đầu thì cưới vợ chưa? chưa Chưa, là đều ở chung hết. đi qua chung á, Vậy là bốn thành viên đi làm. bốn người đi làm 4 người đi làm là dư nhiều lắm á. cũng mẫn hay thiếu nợ cũng làm cũng đâu có dư gì, cũng mẫn hay đủ ăn Nhà mình có mua được nhà trên Bình Dương chưa? chưa, Chưa tại hả? không đủ ăn có tiền không mua. Trời ơi. Ở quê nhà mình có nhà không chị? Không luôn á. Con Về Tết thì về ở bên nội vài bữa, mở ngay bên ngoài mở ngay vài bữa. ở ké mình ở đậu, mình về mình chơi, mình thăm gia Mình đình đúng về không ạ? mình thăm đó rồi mình ở bên đây vài bữa, bên kia vài bữa rồi mình cũng lên đây mở ngay mình làm. Vậy là con gái của chị bỏ đi cụ thể ngày nào? Ngày 2 tháng 5. Chắc khoảng Ủa rồi, ngày 2 tây tháng 5. Hôm nay là ngày 20 rồi, 22 rồi. là 20 ngày. Bỏ đi 20 ngày rồi. Đi là đi tại Thuận Giao. Chị Ở có cuối đường Thuận Giao 18. biết con gái mình đi đâu không? Không biết. Biết lý do gì đi không? Không biết lý do gì, đâu có ngày có la gì nó đâu. Rồi không biết là nó bị dụ bị gạt bị bán hay là sao cũng không biết.
Rồi bây giờ cũng mong cho con nó đi về. Con gái nhà mình có quen ai, có bạn trai chưa? Nó có bạn trai mà đều nó giấu, nó không có nó nói cho biết. Rồi hôm Tết thì về thì nó cũng có dắt về nhà, rồi sau này thì nghe nó cũng quề về đó. Huy là sao chị? Huy là chia tay hả? À đúng rồi. Rồi bây giờ là không có, ngày nó đi tới giờ là không có liên lạc nó được nữa. Con gái nhà mình có ngoan không? Ngoan. Nếu mà nó thử sặc nó đi thì nó lãnh lương, nó đâu có đưa cho chị. Nó lãnh lương bữa 28 là được 6 triệu. Và nó vô nó đưa cho chị 5 triệu thì hàng tháng nó cũng xin lại 1 triệu gì đó. À. Thì hàng tháng thì nó xin lại 1 triệu và chị đi làm, chị mở nghe khỏi cho nó, mở nghe nó xài. Vậy là con gái nhà mình rất giỏi ha, đi làm nhưng mà lương thì đưa hết cho mẹ rồi. Đúng rồi. Thanh niên mà đang cái tuổi đi làm thanh niên như thế này mà 1 triệu thì xài chẳng đâu vào đâu hết trơn á. Thì nó, nếu mà nó tính nó đi thì nó đâu có đưa tiền mà ngang cho chị làm chi. Mà à, không biết làm sao mà cho buổi sáng thì nó còn ngang nó làm. Vậy là trước giờ là đi làm được nhiêu là đưa hết cho mẹ? Đưa hết cho mẹ. Ô giỏi chị, à. Chỉ hàng tháng là chỉ là xin lại 1 triệu vậy thôi. Là chị đi làm á, không có mở ngang cho tiền nữa, ở nhà nó muốn ăn gì hay muốn mua gì thì nó có, nó mua gì nào hết thì nó mở ngang nó, mẹ ơi cho con mua tiền mua cái đó. Con gái nhà mình có hay đi trà sữa không? Có hay đi chơi không? Không, cũng như là nó mua trà sữa rồi về nhà đó, ở chỗ mở ngang nó làm đó, cũng như cái mở ngang y dốt vậy đó. Rồi mấy chị em nó mở ngang uống đó, à rồi nó chơi ở đó chứ nó không có đi chơi ở đâu hết. Chỗ làm nó có thanh niên trai nào làm không? Toàn chỉ, gái không hả? Chỉ là anh em dòng họ nó không à. Nó. Rồi buổi sáng thì nó ra nó nghe làm, rồi cái đầu giờ chiều á nghe không có thấy nó lại mở nghe làm nữa. Rồi thằng anh nó mới điện, nó nói con trai hồi sớm giờ nó có điện không? Nó có điện chắc mở ngày 12 giờ mấy. Nó đi đâu mất tiêu nó, rồi vô thì nó phá mở ngày cửa ngoài. Rồi từ đó tới chứ bây giờ là liên lạc nó không được. Con gái nhà mình á, thời gian gần đây trước cái ngày mùng 2 bỏ đi á, có than phiền là đi làm công việc này mệt không? Không. Có muốn thay đổi công việc không? Không, nó cũng đi làm hồi đó giờ là cũng ở ngang bình thường, nó đâu có nói hay nó nói cái mở ngang gì đâu. Con gái sử dụng điện thoại nhiều không chị? Ừ? Con gái về nhà bấm điện thoại nhiều không? Thì nó cũng, nó đi làm thôi, nó về nhà thì nó thấy nó cũng bấm đó. Mà không biết là nó chơi cái gì, chị cũng đâu có mở ngang coi đâu mà chị biết. Có nghe con gái nói chuyện điện thoại với bạn nào trên điện thoại không? Không có nghe. Không nghe. Tại vì nó nhắn tin hay sao là chị cũng không biết, chị cũng không có thêm cái mở ngang điện thoại của nó nữa. Tính là con mình nó mà làm vậy thôi chứ đâu có là tính là nó mở ngang đi đâu. Thì ngày nó đi tới giờ là không có liên lạc nó được. Con gái mình trước khi đi là mang theo những thứ gì đi? Chỉ là có 1 triệu thôi chứ là mở ngang 2-3 bộ đồ vậy đó. Ồ, có mang quần áo đi. Ừ. Vậy là đi cái này là có kế hoạch rồi. Mà không biết là bị là người ta gạt hay là dụ dỗ có đi bán đi gì không thì chị, bởi vậy chị mới lo. Có viết thư từ gì để lại không chị? Không, không có dắt vớt gì trên trội luôn. Không có viết thư từ hoặc là không có gọi điện nhắn tin gì luôn ạ? Không. Vậy là từ hôm con đi tới giờ là mình không có gọi được cho con? Không có gọi được. Gọi thì máy như thế nào chị? Gọi thì nó chặn cuộc gọi. Nó nói là để số thì điện thuê bao, còn điện Zalo thì để là không có nhận số của mỗi người lạ. Trước giờ cái chuyện tình cảm của con chị có bao giờ chị gia đình cấm cản gì không? Không có cấm cản chuyện gì đâu. Thì con cái nó muốn ăn cái gì, nó muốn mua cái gì thì nói thì mua cho tiền nó mua chứ không có cấm cản. Ý em nói là cái chuyện tình yêu của con á. Không. Mình có cấm cản không? Không. Không. À, chị cũng có nói cho nó bây giờ con lớn rồi. Thì nếu mà con thương ai thì kêu mở ngang cha mẹ tới. Nó thì chị đâu có mở ngang cấm cản đó, chuyện nó mở ngang yêu đương gì đâu. Tới giờ phút này chị đang nghi ngờ con nhà mình đi lần này là vì lý do gì? Chị cũng không biết là mở ngang lý do gì, chị sợ là nó bị gạt năm qua mở ngang buôn bán vậy thôi. Chứ bởi vì thành ra mới liên lạc nó mở ngang không được. Bây giờ chị cũng mong cho mở ngang nó về. Con nhà mình là cao 1 mét mấy đi chị? Chị cũng không nhớ nữa, nó cao mở ngang hơn chị. To không? To hơn chị không? Nó 5 mấy ký. 5 mấy ký là thanh niên, là trưởng thành rồi. Ừ, nó 51, 52 ký gì đó. Bé sinh năm nhiêu chứ chị? Đó có mở ngàn đẩy đó. Ý là con nhà mình sinh năm bao nhiêu á? Có đẩy đó. Hay là 7 hả? Ờ, 2 mở ngàn là 7. 17 tuổi. 17 tuổi. Chị có sợ rằng lần này đi là con nhà mình quen các bạn trên mạng, có thể là gặp những người không tốt dụ dỗ đi, hoặc là
có thể là con nhà mình tìm việc làm trên mạng mà bị sập bẫy của những người có thể đưa con nhà mình làm những công việc nhạy cảm không? Chị có sợ không? Thì đó vậy chị cũng sợ, bởi vậy chị mới tìm lên đây đang mà nhờ Mẫn Nga đi tìm giùm Mẫn Nga con chị đó. Rất sợ đúng không ạ? Chị hãy nói một điều gì đó với con gái của mình đi, hy vọng con gái nhà mình xem được video này thì sớm quay trở về, chị nói đi. Thì chị cũng mong cho con nó xem được cái này nó quay về chị. Chị tâm sự với con đi, gọi tên con ra đi. Gọi Trang ơi, con ở đâu? Còn ở đâu muốn chơi với mẹ Trang ơi? Chị nhớ con không? Nhớ chứ. Chị có sợ rằng con nhà mình bị những người khác lừa gạt, bắt ép làm các quán trá hình không? Chị cũng sợ gì đó. Chị sợ gì quá vậy? Từ ngày đi tới giờ chị khóc tối ngày luôn. 20 ngày trời qua gia đình đi tìm ở những nơi nào rồi chị? 20 ngày trời qua gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm ở đâu rồi? Cũng đi báo công an mà cũng không thấy gì hết, người ta mới chỉ lên đây đó, cũng mới Khổ ha. chỉ lên. Em hy vọng rằng khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên thì sẽ nhận được cái tin tức của con gái của chị, và đặc biệt rằng là con gái của chị sẽ xem được video này để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Chị Bởi vì cũng mong vậy đó. hiện nay thì cái tình trạng mà các con em bỏ nhà đi rất nhiều, đặc biệt là các thiếu nữ chưa đủ tuổi, độ tuổi từ 17 trở xuống bỏ nhà đi một cách gọi là rất là nhiều và nhiều cách bí ẩn. Đặc biệt nguyên nhân chính là chơi điện thoại và quen các đối tượng xấu trên mạng xã hội Thì và đó bị thì các chị đối cũng tượng sợ rủ như rê bán đi. ngang vậy đó, thành ra chị mới lo không biết là nó bị gạt, bị buôn bán hay là làm sao không biết. Hy vọng rằng con gái đang ở đâu đó được xem được video này, thấy mẹ của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Bởi vì hiện nay thì mẹ, ba và anh hai, tất cả mọi người thân đều rất lo lắng cho con, sợ rằng là con là bản thân con là con gái mà con chưa từng đi xa gia đình bao giờ, sợ rằng là đi ra bên ngoài sẽ gặp những người không tốt, có thể là cám dỗ con, lợi dụng con, ép buộc con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Thì mong rằng là con ở đâu đó con xem được video này, dù như thế nào đi chăng nữa thì con cũng phải nhanh chóng quay sớm để trở về đoàn tụ với gia đình. Cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình nhé. Nhờ cũng nhờ mở ngang anh em mở nhà mới giúp đỡ rằng mà cho nó quay về, chứ ở nhà ai cũng trông nó vậy hết. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này, hình ảnh của chị, của con của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con chị không? Có chứ, Chị đồng ý không ạ? Đồng ý ha. đồng ý thành ra mới đi lên mở ngay ở đây đang mà tìm cho được con. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cuối video em chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất chị nhé. Và em cũng chúc tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp bình an hạnh phúc trong cuộc sống. Em không biết nói gì hơn, thì chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn đồng hành chung tay góp sức cùng với anh em để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.